Chào cô, mình chào các bạn. Hôm nay con xin kể chuyện bé và bà. Bé Na rất yêu bà. Hàng ngày bà đưa Na đi học, chăm sóc Na và đọc truyện cho Na nghe. Na thích nhất truyện Hạt Đỗ Đỏ nhất. Bà âu yếm và gọi Na là Hạt Đỗ Đỏ của bà. Khi Na vào lớp 1, bà bị bệnh, bà không đưa Na đi học và cũng không nấu cho Na ăn dư lần trước nữa. Từ ngày bà bệnh, khi đi học về, Na lại bước vào phòng bà, đọc truyện cho bà nghe và cùng mọi người chăm sóc bà và mong bà mau khỏe lại. Một hôm, khi vào phòng bà ngược đứng dậy, nhìn âu yếm và gọi Na là Hạt Đỗ Đỏ của bà. Mấy hôm sau, bà dần bình phục lại. Bà bảo với Na, nhờ Na và mọi người đã yêu quý bà, ít hôm nữa bà sẽ khỏe lại thôi. Bà đưa Na đi học, chăm sóc Na và đọc truyện cho Na nghe. Con cảm ơn cô, cảm ơn các bạn đã... Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Con cảm ơn cô, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.